Giống như các mùa trước thì mùa này chúng ta cũng có vài cái lỗi anh hùng giúp các tướng hai vào có thể trở thành chủ lực với sức mạnh không thể xem thường được. Xin chào các bạn, đây là series chơi cờ với nắng. Nếu mà vào game mà các bạn thấy lỗi hư vô mộ pháp thì hãy thử ngay để chơi Cassidy nhé. Nó sẽ giúp Cassidy trở thành tướng chủ lực mạnh với độ cơ động lớn cùng với sát thương cao lắm đấy. Còn tướng hai vàng này còn có khả năng càn quét tiến sau cực kỳ ảo, khắc chế cái bọn hiệu triệu nhân, pháp sư phù thủy đang hoành hành nữa. Giờ thì mình sẽ vào game luôn để xem là cái cách xây dựng đội hình Cassidy hư vô mộ pháp như thế nào nhé. Thành phố bên đầm cua là vùng đất được yêu thích nhất xuyên suốt 30 ta gần đây. Vì ở đầm cua thì lượng tiền tích trữ của các player luôn rất nhanh và rất nhiều. Bảo sao mà anh em chạy vào vốt hết. Mình cũng thế đấy. Khởi đầu với ba mảnh đồ lẻ là một găng, một giáp và một cung. Mình có swing hai sớm nên là quyết định áp luôn một phát kinh nghiệm vào 3.1, anh em 1.3. Kiểu gì? Để 2.1 thì linh thú của mình tự lên level 4 luôn. Nâng cấp đầu tiên là lõi vàng. Sức mạnh khổng lồ thì có thể hướng tới bài đấu sĩ được, nhưng mà với cái form mình đang có thì lõi này lệch pha nhất. Với việc trở lại của Aphelios với cả Zeri thì độc dược sĩ cũng là một sự lựa chọn không tồi. Nắm rõ đối thủ thì cũng vừa được sửa lại khá là ok, nhưng mà quyết định của mình là roll để tìm cái gì khác biệt hơn, đột phá hơn cho trận đấu này. Roll cả ba thì xuất hiện lõi tướng hư vô bộ pháp của Cassidy. Lõi này sẽ giúp Cassidy không phải đi bộ nữa mà nó sẽ chuyển sang nhảy hip hop không khác gì Michael Jackson cả. Sợi cái lõi khác biệt đây chứ đâu. Ôi giời ơi, Mazaha ủng hộ Cassidy bằng việc ra hẳn ta con luôn cho nó máu. Mình up 4 lấy form 3 hư không, 2 phù thủy với cả Swain 2 để đép. Làm luôn cái quyền năng để sẵn sàng đánh chuỗi thắng. Yên tâm đi, mình check lobby rồi, không có nhà nào mạnh quá đâu. Đấy, 2 can trường cộng với 2 thiện xạ 1 sao. Làm sao mà được nổi Swain 2 sức chống chịu quá tốt ở thời điểm hiện tại. Tiếp theo là bà Noxus thiếu nhi toàn 1 sao, lại còn tay không đánh giặc. Không nói thì các bạn cũng biết là ai thắng đúng không? Cho gác tự lên 2 luôn ở 2.3. Không sợ thật quá nhiều lợi tức đâu. Mình up 5 và cho Maokai vào sân luôn để kích can trường mà vẫn giữ được 10 tiền. Các bạn biết vì sao mà ai cũng thích đầm cua rồi ấy. Giàu quá giàu mà. Giữ vững phong độ trước khi đi chợ vì mình gặp kêu can trường mầm non tiểu học. Dễ quá phải không? Đi chợ thì mấy cái con 3 tiền cầm đồ ngon đều bị húp hết rồi. Tới lượt mình thì còn mỗi cái kháng phép 2 tiền thôi. Mình bán Talia mang từ chợ về luôn để hô 20 tiền. Giàu thì giàu chưa, lợi tức thì không thể quên được nha các bạn. Sau đấy thì mình gặp một nhà hiệu triệu nhân cũng mầm non nốt luôn. Ông này thì đang tích tiền kiếm lợi tức nên là mới level 4 nhiều 1 sao và phải thức lửa lên chứ mình. Vừa mới cháy thì gặp luôn cái nhà phù thủy hư không cũng đang chăm máu cháy ngực. Các bạn nghĩ là mình bị dập lửa? Xin lỗi cuộc đời luôn, nhà mình nhiều 2 sao hơn. Dù là các Cassidy tử trận sớm thì đam đằng sau vẫn còn. Hóa ra lời nguyền mất chức trước quái là có thật, nhưng mà người dính là ông kia, không phải mình. Lượt mò cua này thì mình mò được rất là nhiều đồ nhưng mà toàn đồ tanh. Cụ thể là nguyên một cái giáp máu, một cái nam châm với cả rất là nhiều tiền. Tiền đầy túi nên là mình hào phóng lên 6 kẹp da van mà vẫn hold được 50 tiền. Uầy, cảm giác giàu có đúng là quá đã. 3.1 mình gặp ông này chơi hiệu triệu nhân nhưng mà chưa có Kama nên là đang xài tạm veo cốt để cầm đồ đét chắc luôn. Đúng là meta Kama bãi rác hiệu triệu nhân, trận não gặp mấy ông chơi liền. Tiếc là nhà này toàn một sao này thì mình xin ba cái lõi bạc cho lượt cho lõi thứ hai. Bùa đỡ xấu nhất vì bài mình chủ yếu carry bậc phép nên là mình roll cái này trước thì nó ra lõi nhẹ gánh cũng không ngon nốt. Vé hạng đầu cũng khá là ổn nếu nghèo, chứ giàu như mình thì sợ gì nó không ra. Bạn là nhất nhá. Roll thử xem là có gì ngon hơn không thì nó ra giãn cách xã hội cũng khá là ok, nhưng mà để cho việc xếp bài được gọn gàng hơn và bổ sung thứ còn thiếu cho Cassidy là hút máu thì mình phải chọn hút máu siêu công nghệ. Roll nhẹ vài đường cơ bản thì mình bắt được hẳn 4 con Cassidy. Đấy, ngon chưa? Nãy mà lấy vé hạng đồng là phí mất cái lõi rồi. Lắp luôn cái giáp máu cho Swain để chắc cú là mình sẽ thắng được cái rau quái tiếp theo. Và mình gặp nhà thiện xạ khá là nhiều 1 sao, nhẹ nhàng kéo dài cái chuỗi thắng lên 7 thôi. Một nhà thiện xạ nữa nhưng mà cái con gì này cầm 2 đầu rưỡi, bắn cho Cassidy tiếp đít luôn. May mà Swain giữ lại được chiến thắng cho mình với một chết. Má ơi, con Tarik 2 này lỗi quá, phải nấp gấp đi. Đi chợ có hai món mà mình hướng tới là gậy hoặc là nước mắt để ghép bàn tay công lý hoặc là quỹ phép cho Cassidy. Ghép đồ như vậy thì sẽ đảm bảo được là Cassidy sẽ quẩy xuyên suốt được giao tranh mà không sợ phải nằm xuống. Nếu có cả bảo thạch thì các bạn có thể cân nhắc đổi quỹ phép thành huyết kiếm hoặc là kiếm súng cũng khá là ok. Còn mình build hút máu để tí nữa kẹp Batagon. Chợ về mình roll tiếp thì có Cassidy thứ 5 và Tarik đầu tiên thay form luôn, bỏ hư không thêm 4 can trường. Mời các bạn thưởng thức sức mạnh của Cassidy 2. Một mình cân hết cái nhà này gần như là đã đủ form và full 2 sao rồi. 3.6 thì mình roll tiếp bằng lợi tức và có Cassidy thứ 6. Khá lâu rồi mới gặp lại ông anh Noxus này nhưng mà giờ vẫn chưa chịu roll. Bài đi toàn 1 sao mà máu tí ít. Đánh Noxus mà chuỗi thua này thì hỏng hết cơm cháo rồi. Còn mình thì đấy, chuỗi 10 chất quái quá đẹp. Đám cua cho mình một kiếm, một đai, một gậy và một Cassidy nữa. Đồ cũng đẹp rồi nhưng mà mình chưa lắp vội, đợi lõi cuối xem như nào. Sau quái thì mình có hạt 74 tiền nên là mình xả mạnh luôn để kiếm hai con Cassidy còn lại. Thế nhưng mà roll gãy cả tay, tụt cả đút đê, còn 43 vàng nó mới chịu ra đủ. Nhưng mà
là có cái gì đấy sai lắm các bạn ơi. Nãy 2 sao thì thắng mà giờ 3 sao thì thua. Tại con Cassandy này nó nhảy ngu, không hướng về Kama mà lại nhảy sang bên kia ăn không chế vỡ mồm. Cái thế nhờ mất cái chuỗi 10 đang đẹp. Ê, lêu lêu cái. Lõi cuối là lõi kim cương cho chất. Giao kèo hỏa ngục thì không ngon với đội hình này. Mình khá là nhiều máu lại còn nhiều tiền, cần lên cấp để kẹp thêm tướng nữa. Kho thần tích thì có thể chọn một đồ cho Cassandy, nhưng mà nếu thế thì các đồ còn lại cũng khó chia. Mình roll thử thì ra Pandora với cả pháo đài bất hoại. Má ơi, chờ Pandora đổi đồ thì chắc là chết. Tanh thì khá là ok rồi nên là mình cũng chả cần lấy thêm. Thế thì lấy 8 thứ bí mật, khấn cho nó ra một ấn ca trường với cả món Targon là đẹp. Kịch bản ấy đẹp, tiếc là nó không xảy ra. Cái đầu tiên xấu quá vậy, tôi thì phù thủy cũng tạm chấp nhận được. Và ấn thứ hai có luôn can trường. Nhà này thì dễ quá, không có gì để nói cả. Mình lắp dây ke cho Taric để tí nữa nó búp Cassandy đánh nhanh tích đủ số. Lắp luôn một gậy cho Cassandy để tí nữa nhận thêm găng là đủ đồ. 4.3 mình áp cấp roll nhẹ để tìm cho đủ 6 can trường. Úi rồi, cả Asia với lắc đều 1 sao đây thì đánh đấm gì. Cassandy của mình nó chọc cho mấy nhát là dọn xong bàn rồi. Cảm giác găng nó ngay mồm rồi mà phút chốc còn bị ông kia húp mất. Ngậm đắng nuốt cay lấy con Cassandy về vẫn dùng được. Mình có tháo đồ nên là các bạn không cần phải lo cho Cassandy đâu. Cung này thì tí nữa có thể làm cái giao điện cho Soraka là đẹp. 4.5 mình gặp lại hiệu triệu nhân, giờ đã có Kama rất vàng. Nhưng mà Kama đừng đánh cái kia, bao giờ mới chết được Cassandy với 6 can trường. Trong khi đấy thì Cassandy nó nhảy cho một phát và chụp mất cả mặt rồi. Nhà tiếp theo mình ngội là Noxus đã cạn tiền nhưng mà đẹp như chó, không có con nào lên bà cả. Thế thì hết cứu. Cassandy nhảy ra sau lại nhảy lên trước, nhảy thêm phát nữa ông này trừ 112 máu luôn mà, hay chưa. Giờ thì lên cấp tăng tăng nữa chứ rôn gì nữa đâu. Đồ rau quái này phải gọi là beautiful luôn. Một găng, một nước mắt và một váy. Grip phép cho Cassandy trước này, vuốt rồng cho Taric. Ơ bỏ mẹ rồi, lắp nhầm tên cốc. Vẫn kỹ thuật các bạn ơi, cốc thì vẫn dùng được nhưng mà sót lại cái ba tia thì hơi phèn. Nếu mà lắp vuốt rồng với cả dao điện thì mình vừa có thêm tanh lại vừa có thêm giảm kháng cho Cassandy nhảy nữa. Ôi không sao, tí nữa tìm lại sau. 5.1 thì mình gặp lại cái người đã cắt chuỗi 10 đầu tiên của mình. Hôm qua ăn gì thì không nhớ đâu nhưng mà ai cắt chuỗi của mình nhá, 3 ngày sau mình vẫn không quên. Kama 2 không đủ đam để kết liễu Cassandy được, nhưng mà ông này xếp khá là hay để né bớt đam của Cassandy đấy. Cộng 1 mũi. 5.2 mình gặp pháp sư đa chú đã full 2 sao. Có đồ cũng ổn, chỉ sai mỗi cái là mực tướng ngay hướng Cassandy. Cassandy nhảy ra sau kết liễu Timo và mất nửa cây máu của Velcot. Nó tiếp tục đánh tay, chưa kịp nhảy phát nữa thì Velcot đã chịu không nổi rồi. Nó nhảy về hướng Taric, nhận đa và nhảy tiếp lên chỗ Sona. Asia cũng không chạy thoát được. Lắc cố gắng trưởng như tia ánh sáng nhưng mà không thể đục thủng hàng tanh của mình. Sway là nạn nhân cuối cùng. Cassandy 12 ca đam, quá ok các bạn rồi. Asia quân sư giờ đã full 2 sao rồi. Cassandy nhảy vào kết liễu đi như con tự hiếu ớt trước, sau đấy mới tiếp cận đến lắc. Mất quá nhiều thời gian ở chỗ lắc, trong khi đấy thì Asia thoải mái gây đam ở phía còn lại. Nasus 2 quá trâu, nó lấy thân mình che chắn gần hết đam cho Vivo Surima. Khi hạ gục được lắc thì Cassandy đổi mục tiêu sang Nasus vì khoảng cách của nó và Asia quá xa. Asia được bảo kê, nó gọi lính cát ra xuyên thủng lớp giáp dày cứng của Cassandy và mình phải nhận một thất bại đáng tiếc trong vòng đi chợ. Mình lấy thêm được chùy xuyên phá ở chợ, chắc là nó sẽ ok nếu mà mình gặp mấy cái nhà có tạo giáp. Đoạn này có 5 nhà thôi, dấu tích đánh ở 2 nhà thiện xạ đều xếp một bên nên là mình cũng để nguyên Cassandy luôn. Nếu mà có 6 can trường như mình á thì các bạn cứ xếp thẳng Cassandy vào mặt Kemi của đối thủ là đẹp nhất. Ở đây các bạn nhìn đi, những cú nhảy của Cassandy có thể làm đối thủ phải đổi mục tiêu, nên là với sức chống chịu này thì không có gì phải sợ nhé. Nhìn cách nhảy của kinh không? Gặp lại nhà pháp sư nhưng mà sai lầm ban nãy đã khiến ông anh rút ra bài học và xếp Velcot ngược bên với Cassandy của mình. Việc bổ sung Ari vào đồ cũng là một mắt xích quan trọng trong đội hình này. Cassandy không bị chiếu, nó nhảy một phát lấy đi nửa cây máu của Lắc và Ari, rồi nó lại nhảy sang bên kia đánh Sona để Sona ra skill kích mana cho nó, rồi nó nhảy thêm phát nữa hạ gục đi Ari và Lắc luôn. Cassandy tiêu diệt hết những kẻ ngáng đường, còn Maokai thì câu kéo thời gian của Velcot. Khi mà con mực chỉ còn lại một mình thì Cassandy cũng không lỡ lòng nào kết liễu nó bằng hư vô bộ pháp mà chỉ đi bộ tới và đánh thường thôi. Cua khổng lồ cho mình thêm mấy cốc để mình cho Taric. Quá là nhiều tiền, mình áp luôn 9 và đủ form 6 can trường, 3 Targon, 4 phù thủy, 2 hiệu triệu nhân. Và các tướng can trường đều lên 2 sao hết. Mình đi mãi rồi không kịp xếp bài, còn cái ông nấc cụt ngút tay này thì đã tranh thủ xếp một cách đẹp nhất để đối đầu với mình rồi. Xếp như này thì làm Cassandy của mình phải nhảy đến lượt thứ 10 mới có thể tiếp cận được Afe. Bù lại thì tanh của mình rất là cứng, nên là Afe đục mãi mới thủng được. Đục vất vả như thế nhưng mà xong còn lại có mỗi mình cũng bị ăn đấm và ra về với cái top 3 đấy. Cốt máu của mình thì bỏ xa ông kia rồi nhưng mà mình vẫn muốn roll để hoàn thành cái bài này với full 2 sao. Vẫn thiếu Ari với cả Afe nhưng mà thôi xếp bài đi. Mình xếp Cassandy cùng bên với Velcot và không đổi bên. Vì lúc nãy mình đổi bên một lần xong rồi bị ông ý counter rồi nên là giờ phải hack não bằng cách là giữ nguyên. Sai làm sao được, ông này tưởng mình sẽ đổi cho Cassandy sang bên kia nên là bê cả cái máy chiếu sang đấy. Cassandy của mình chỉ với 5 phát nhảy đã dọn sạch bàn cờ rồi, giành lấy cái top 1 ngạo nghễ trong cái lobby toàn bài meta. Đánh giá tổng quan thì đây là một bài có thể chơi được nếu mà ra sớm, vì rất là ít người bắt Cassandy ở meta hiện tại nên là có thể dễ lên 3. Ông nào su quá thôi chịu nhá.
đồ của Kassadin cũng có thể linh hoạt được vì nó còn phụ thuộc vào lõi. Quan trọng là xếp bài để tiêu diệt được chủ lực của đối thủ. Còn điều gì cần chú ý mà mình bỏ sót thì nhờ các bạn comment phía dưới nhé. Giờ thì bye bye, cảm ơn các bạn đã xem video và nhớ cho mình xin một like nhé.